cô ngồi yên lặng cạnh ông, hét lớn là cá giật mình bỏ đi đấy. Chờ các anh trên hải diều nha. Con chơi trên đê thôi, không lại gần hồ con nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Wow, chiếc diều bay cao quá kìa. Có phải ở trên đó mát lắm không nhỉ? Nhưng mà cao như vậy cũng chóng mặt lắm. Anh Bo ơi, cho em thả diều với. Em còn bé lắm, chưa thả được đâu. Ai bảo thế, em làm được, cho em thả diều đi. Đây, cho em. Ôi kìa, đừng rơi xuống ao. May quá cơ. Nhưng mà ông đã dặn không chơi ở gần ao rồi mà mấy bạn nhỏ ơi. Thấy không, anh bảo em còn bé mà, chưa thả được đâu. Hay là mình lấy cái này khiều nó xuống. Lấy được rồi. Ê, hỏi chính kìa, lấy đi Bi. Ý, hỏi kìa. Thèm quá. Nếu mà là bánh bao treo trên cây thì tốt quá. Để tớ trèo lên lấy. Anh Bo ơi, ngã xuống hồ đó. Sợ gì, ngã cũng chẳng sao. Anh biết bơi, lo gì. Lấy được rồi. Không sao, anh biết bơi. Anh bơi vào, anh bờ, bơi đi. Vào bờ đi. Anh bị, giúp anh. Kiểu này chắc là bạn Bo bị chuột rút rồi, nên không thể bơi vào bờ được. Tình trạng này rất nguy hiểm và dễ dẫn tới đuối nước. Chắc chắn cả ba bạn đều rất là sợ hãi. Giúp anh. Anh Bo làm sao thế anh Bi? Anh không biết. Em không biết bơi, anh có biết bơi không? Anh có. Làm thế nào để Bi và Shubler cứu được Bo bây giờ? Trước hết, hãy thật bình tĩnh nha. Bình tĩnh mới có thể nhớ đến các giải pháp sau. Phương án 1, lao xuống cứu như một siêu anh hùng. Phương án 2, kêu cứu. Phương án 3, tìm kiếm gậy để kéo hoặc dây để ném cho người dưới ao. Phương án 4, tìm vật nổi ném xuống làm phao. Nhưng dù là chọn phương án gì thì cũng phải nhanh nhanh lên mới được. Nếu bạn chọn phương án 1, lao xuống cứu như một siêu anh hùng.
Dù bạn nhỏ có biết bơi, khi xuống cứu người, rất dễ bị người đuối nước ôm và kéo ngược xuống nước. Như vậy, cách này là sai. Dù biết bơi hay không, bạn nhỏ tuyệt đối không xuống cứu, sẽ nguy hiểm cho cả hai bạn. Vậy thì làm sao để cứu được Bo bây giờ? Có bạn nào chọn phương án 2 không? Kêu cứu thật to. Cứu với, có người bị ngã xuống ao. Ông ơi, giúp anh Bo với, anh Bo ngã xuống nước rồi. Đúng rồi. Đây là điều đầu tiên chúng mình cần phải làm. Kêu cứu thật to để thu hút sự chú ý của những người ở gần. Dù chỉ có một mình ở trên bờ thì bạn cũng cần phải kêu cứu. Phương án 3, tìm kiếm gậy để kéo hoặc dây để ném cho người dưới ao. Các bạn giỏi quá đi. Nhưng mà không được, không được. Phải nằm xuống cơ Bi ơi. Nếu Bi đứng cao, sẽ dễ bị người dưới ao kéo xuống nước. Nên nhớ, nằm xuống sát mặt đất khi kéo người ở dưới ao. Khi thấy nguy hiểm, thì phải thả tay ra ngay nha. Phương án 4 thì sao nào? Tìm vật nổi ném xuống làm phao. Đúng rồi, chúng ta nên quan sát và tìm kiếm xung quanh những vật nổi như là can nhựa, thùng xốp, quả bóng để ném xuống cho người bị đuối nước. Những vật này sẽ giúp họ nổi, có thêm thời gian chờ người lớn tới cứu. Nếu mà tìm xung quanh có một sợi dây nữa thì tốt quá. Chúng mình có thể buộc dây vào can nhựa, ném cho họ thì dễ kéo vào bờ hơn. Nhưng mà thôi không sao, cứu người đuối nước rất nguy cấp, nên tùy tình hình, bạn có thể chọn bất kỳ cách nào trong những phương án đúng ở trên nha. Ông tới rồi, ông tới rồi. Không sao đâu, không sao, an toàn rồi cháu. Lỗi cũng một phần do ông không giám sát các cháu khi đi chơi. Các cháu nhớ lần sau không chơi ở gần mép nước nhé. Vâng ạ. Thật may mắn là ông ở gần đó và đã tới cứu kịp bạn Bo. Chắc là Bo và cả Bi và Súp Lơ nữa đều gặp phải một phen sợ hãi rồi. Chắc lần sau các bạn ấy không dám ra chơi gần bờ ao nữa đâu. Nếu có quả gì ngon trên cây nhưng mà gần ao thì chắc chắn là cũng không được ăn rồi. Uổng thiệt đó. Mà không chỉ có bờ ao đâu, còn nhiều nơi nguy hiểm, có thể dễ bị đuối nước lắm. Các bạn nhỏ nhớ nha. 1. Không được tự ý đi chơi gần những khu vực có nước. 2. Không tắm sông, suối, ao, hồ. Chúng ta chỉ tắm ở nơi có người cứu hộ và có các dụng cụ hỗ trợ như là phao bơi thôi. 3. Phải đi cùng và có sự giám sát của người lớn. 4. Nếu gặp nguy hiểm, tuyệt đối không xuống cứu, kể cả bạn có biết bơi đi nữa. Thay vào đó, chúng ta có thể cứu người bị nạn bằng những cách sau đây mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. 1. Kêu cứu thật to và tìm người lớn giúp đỡ. 2. Dùng gậy để kéo hoặc dây để ném cho nạn nhân, nhưng nhớ là phải nằm xuống khi kéo người bị nạn. 3. Ném vật nổi như phao, hộp xốp hoặc bình nhựa cho người bị nạn. Nghịch nước thì rất là vui và mát mẻ, nhất là trong mùa hè nóng nực như vậy. Nói tới là lại thấy nóng quá trời. Là nước mát nhưng lại rất nguy hiểm, các bạn nhớ cẩn thận nha. Giờ thì tớ đi bơi đây, nhưng mà tớ chỉ thích tắm trong bồn tắm thôi. Khi nào đi tập bơi, tớ sẽ đi cùng bố mẹ sau nha.